Thôn Vệ Tinh không tập 274 và tập 275, thân truyền đệ tử Thí Ngô Vũ Dực, thuyết minh tại kênh youtube truyện hay. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nội Phủ, Phủ Thành Chủ La Phong Điện Hạ, Thành Chủ đã có lệnh, người đến là được đi vào. Thần Linh bất hủ thủ vệ trước cửa nội phủ cũng không hề ngăn trở La Phong. Phong cười tiến thẳng vào. Nhìn theo hình bóng La Phong tiến vào nội phủ, đám hộ vệ thần Linh bất hủ lặng lặng thảo luận với nhau. Không thông bẩm mà được vào ngoại trừ rất ít nhân vật, thì nhất định là thân truyền đệ tử của thành chủ đại nhân. Có khi nào La Phong cũng thành thân truyền đệ tử không? Rất có thể. Lệnh này của thành chủ cũng mới có gần đây thôi, hẳn là sau khi xác nhận thu La Phong làm thân truyền đệ tử. La Phong đứng trước đỉnh viện hỗn độn khư. Bước vào một bước. ầm ầm Thời không biến ảo, La Phong xuất hiện trên đại lục hoang tàn mênh mông, vô số thi thể các loại tộc quần giải rác, ở một nơi rất xa đang có một bóng người ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Sư phụ La Phong tiến lên Cẩn thận không đạp phải một vài thi hài dưới chân Cung kính hành lễ Bóng người từ từ đứng dậy Rồi quay đầu nhìn La Phong Đôi mắt đáng sợ trên gương mặt Có vẻ dữ tợn vẫn dịu dàng như ngọc Hỗn độn thành chủ gật đầu cười khẽ Luyện thành tầng thứ nhất rồi à Vừa mới luyện thành tầng thứ nhất lân giáp thiên Đệ tử liền lập tức tới đây bẩm cáo cho sư phụ hay La Phong cung kính nói Cửu sư huynh nói ngươi nhanh thì nửa năm Chậm thì ba năm không ngờ sau khi hắn bẩm cáo ta vẻn vẹn chỉ có ba tháng mà ngươi đã thành công rồi hỗn độn thành chủ gật gật đầu ngươi thi triển tầng thứ nhất trước mặt ta xem nào vâng la phong cung kính nói kỳ thật 800 năm tiềm tu mặc dù luyện thành tầng thứ nhất lân giáp thiên nhưng trên thực tế la phong vẻn vẹn chỉ lĩnh ngộ được quy luật thiên đầu tiên thôi còn về bí pháp vận dụng bí pháp chiến đấu thiên đầu tiên lân giáp thiên thì chưa kịp học cảm ngộ quy luật cũng chỉ là cảm ngộ quy luật vận dụng bí pháp hoặc bí pháp chiến đấu cũng rất trọng yếu. La Phong trong lòng do rất muốn sớm tới gặp Hỗn Độn Thành Chủ nên không luyện bí pháp chiến đấu. May mà bình thường ta cho Kim Giác cự thú diễn luyện, cùng với khi bản tôn người địa cầu diễn luyện ở trong tu luyện Tràng Vũ trụ gia định, thường xuyên tu luyện Trảo Pháp Tam Thiên Tinh Không, cũng lĩnh ngộ được phương pháp vận dụng cơ bản nhất. La Phong thầm kêu may mắn. Âm. Um, nguyên lực trong cơ thể La Phong nhanh chóng phồng lên, sau đó những tầng tầng phải xuất hiện ngoài thân thể đến cả trên hai tay cũng bắt đầu hiện lên những miếng vảy mỗi một khoảng vảy cũng xuất hiện hoa văn kỳ bí trông y như pho tượng thần thú ngủ say chỉ là thể tích thu nhỏ lại ít nhất cũng có một số nhỏ miếng vảy có hoa văn khá giống như pho tượng thần thú loại nhỏ vì la phong chỉ dám bắt trước một bộ phận cực nhỏ những vảy trong pho tượng thần thú loại nhỏ mà thôi làm hơi nhiều hơn một chút là bị quy luật vũ trụ áp bách ngay ưm uhm, hỗn độn thành chủ thấy thế khẽ mỉm cười la phong lúc này quả thực là một mãnh thú hình người toàn thân che kín lân giáp khí tức hung hãn bá đạo của thần thú tràn ngập có thể nói chỉ một biện pháp vận dụng kỹ xảo đơn giản thần thú biến cũng đã khiến cho sức chiến đấu la phong được tăng vọt tới mức đáng sợ tê thiên nhất chảo la phong lao mạnh tới hát tay phải che kín vảy xé vụn không gian giống như kim giác cự thú đang thi triển tê thiên nhất chảo dầm đại lục trong không gian hoang tàn chấn động một luồng chảo ảnh khổng lồ mơ hồ nhưng đáng sợ xé gió lướt tới sau đó dần dần tiêu tán sau khi thi triển xong chiêu này lân giáp ngoài thân la phong cũng lập tức hóa thành nguyên lực thu vào trong nhập thể cả người một lần nữa biến về nguyên dạng sư phụ la phong cung kính thưa trả pháp này của ngươi rất không tệ hỗn độn thành chủ hài lòng gật đầu người lĩnh ngộ tầng thứ nhất lân giáp thiên cũng chỉ là lĩnh ngộ trên quy luật khi vận dụng người có thể vận dụng vào binh khí niệm lực nhưng cũng có thể vận dụng vào kiếm pháp đào pháp cũng có thể vận dụng vào thân pháp phòng ngự nhưng vận dụng bí pháp cũng cần không ngừng khổ tu suy nghĩ, trảo pháp này của ngươi cũng khá. La Phong nghe mà thầm than. Có thể kém sao? Tê thiên nhất trảo chính là tuyệt chiêu của mình, mình đã thấy hình ảnh viễn cổ thần thú, chuyên môn khắc khổ suy nghĩ một chiêu này. Kim giác cự thú mặc dù mô phỏng vô số lần, nhưng sau khi mô phỏng, cũng không ngừng thử dùng tê thiên nhất trảo mà nhận thức được ý cảnh thần thú. Từ hôm nay trở đi, ngươi là một trong 32 thân truyền đệ tử của ta. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói đệ tử bái kiến sư phụ la phong vội quỳ mọp xuống hỗn độn thành chủ nhìn tiểu gia hòa trẻ tuổi quỳ mọp trước mặt mình so với tuổi thọ dài răng rặc với thực lực trí cao của hắn tiểu gia hòa trước mắt đích xác rất nhỏ yếu kỳ thật cũng tương tự như cha mẹ có nhiều con cái bình thường sẽ cưng chiều đứa con nhỏ nhất kỳ thật về bản chất cha mẹ vẫn quan tâm đến tất cả con cái chỉ là con trai út con gái út thường cần được chiếu cố hơn tự nhiên sẽ cưng chiều hơn cùng một đạo lý dưới trướng hỗn độn thành chủ, tính luôn cả La Phong, tổng cộng cũng mới chỉ có 32 thân truyền đệ tử, trong đó còn sống 27 người. Trong đó 25 người là vũ trụ tôn giả, một người là bất hủ phong vương đỉnh cao, người cuối cùng là La Phong, thực lực nhỏ yếu nhất. Đối đãi với đệ tử nhỏ yếu này, hỗn độn thành chủ tự nhiên sẽ chiếu cố hơn một chút. Ngày hôm nay, hắn nhìn xuống La Phong quỳ mọp trước mắt, phảng phất như thấy cảnh khoa đế năm đó quỳ mọp trước mặt hắn, tên tiểu gia hòa lúc đó tràn ngập khí thế. Khoa đế hỗn độn thành chủ vừa nghĩ tới khoa đế hắn cũng là thân truyền đệ tử rồi không kìm được giấy lên cơn thương cảm lẫn lửa giận năm đó vì cường giả trùng tộc bố trí rất kỹ thật sự làm hắn tổn thất mất đệ tử khoa đế kỳ thật đạt tới trình độ như hỗn độn thành chủ muốn giết chết đệ tử của hắn là rất khó mặc dù giết chết hồn phi phách tán hỗn độn thành chủ vẫn có thể nghịch chuyển thời không làm thời không chảy ngược trở lại lúc trước khi đệ tử vẫn chưa chết thật sự làm cho đệ tử mình sống lại đương nhiên nghịch chuyển thời không là vô cùng khó khăn hơn nữa nó vi phạm quy luật vận chuyển vũ trụ sẽ bị cắn trả phải trả giá rất đắt tóm lại bản thân nghịch chuyển thời không đã rất khó khăn hơn nữa chiều này cũng tuyệt nhiên không phải là vô địch tuyệt nhiên không phải nói tất cả mọi người chết là đều có thể sống lại như khoa đế dưới sự bố trí kỹ lưỡng của cường giả trùng tộc hỗn độn thành chủ cuối cùng vẫn mất đi đệ tử đứng lên đi hỗn độn thành chủ khẽ thở dài la phong ngoan ngoãn đứng dậy dưới chúng ta tính cả ngươi cộng lại có 32 đệ tử, trong đó 5 người đã ngã xuống. Hỗn độn thành chủ nói. Trong số 26 sư huynh ngươi còn sống, có 25 người là vũ trụ tôn giả, chỉ có một người là thần linh bất hủ phong vương đỉnh cao, ngươi còn nhỏ, tin rằng ngươi có thể đạt tới phong vương đỉnh cao cũng rất dễ dàng. Là phong nghe ngươi còn nhỏ, không khỏi thầm nghĩ. Nhỏ ư? Mình sống ở hỗn độn thành trên 900 năm, nguyên vũ trụ, đã là 3.000 năm rồi nếu dựa theo tính toán năm tháng như trên địa cầu, tuổi mình đã là trên 3.000 rồi. Phát triển 3.000 năm, bây giờ số lượng nhân loại địa cầu đạt tới một mức vô cùng ghê gớm. Sớm đã sống giải rác cả hệ ngân hà, thậm chí tinh hệ khác cũng đều có vô số di dân địa cầu. Hạn chế dân cư, chủ yếu là bởi vì giới, lương thực. Giả thiết không có danh giới, lương thực hạn chế. Một tiểu bộ lạc vẻn vẹn chỉ hơn 10 người, phát triển ngàn năm là có thể có dân cư trên một ức rồi. Do đó trên 3.000 năm qua, số nhân khẩu địa cầu, dân cư La Gia cũng đã bành trướng tới một con số cực kỳ kinh người. Còn người địa cầu sớm đã xem La Phong là một đỉnh cao, La Gia cũng thế, do đó rất nhiều người đều gọi La Phong là tổ tổ tiên tiên gì gì đó, hoặc gọi là thánh nhân địa cầu. Nhưng trước mặt hỗn độn thành chủ, lại bị nói một câu là ngươi còn nhỏ, nhưng La Phong cũng biết hỗn độn thành chủ cũng không nói sai. So với những siêu tồn tại như hỗn độn thành chủ, vũ trụ tôn giả, nếu không sống trên nước năm, e rằng đều xem như tiểu bối thôi. La Phong thẩm nghĩ từ nay về sau ngươi có thể trực tiếp thông qua truyền tống đi thẳng tới cung điện Lôi Đình Đảo của ta. Hỗn Độn Thành Chủ nói nếu trong lúc tu luyện có gì nghi hoặc có thể tới cung điện Lôi Đình Đảo ở vũ trụ giả định hỏi ta về phần hỗn độn khư nếu không có mệnh lệnh của ta người cũng không cần tới. Dạ, sư phụ. La Phong cung kính nói. Còn nữa vào ngày ngươi đạt tới cấp giới chủ cùng với ngày ngươi muốn ly khai hỗn độn thành nên tới hỗn độn khư một lần. Hỗn độn thành chủ nói. Dạ. La Phong ghi nhớ. Ngày thành giới chủ, ngày ly khai hỗn độn thành. Hai lần này phải tới gặp hỗn độn thành chủ sư phụ. Bây giờ ngươi có thể lui ra. Hỗn độn thành chủ cười khẽ nói. À, quyền hạn của ngươi đã được đề cao, có thể thông qua mạng vũ trụ giả định tra tìm rất nhiều tin tức ngươi muốn. Đệ tử cáo lui. La Phong vui vẻ, vội nói. Vù hỗn độn thành chủ đẩy la phong ra khỏi hỗn độn khư trong đại lục hoang tàn lúc này vẻn vẹn chỉ còn lại một mình hỗn độn thành chủ nhìn vùng đất hoang tàn mênh mông vô số thi thể cường giả các tộc quần hỗn độn thành chủ lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ la phong cảm thấy thời không trước mắt biến ảo trong nháy mắt mình đã đứng cửa đình viện hỗn độn khư ta còn tưởng rằng thành thân chuyển đệ tử sẽ cho ta phần thưởng gì đó la phong cười thầm nhưng hỗn độn thành chủ sư phụ lại bảo ta khi nào thành giới chủ và ly khai hỗn độn thành thì tới gặp hắn một lần phòng chừng có việc gì đó đặc thù nếu không có gì đặc thù cứ gặp ở vũ trụ giả định là được quyền hạn đề cao sao la phong cảm thấy vui sướng đi trong phủ thành chủ chẳng mấy chốc đã ra khỏi phủ thành chủ về tới sân thượng căn nhà tu luyện u tĩnh của mình khoanh chân ngồi trên sân thượng la phong lập tức phân ra chút ý thức tiến vào vũ trụ giả định thăm dò tin tức có liên quan tới nguyên thủy thông thiên sơn quyền hạn khác nhau, quyền tra tìm tư liệu cũng khác nhau. Như trước khi La Phong mặc dù là thành viên nguyên thủy bí cảnh, nhưng có rất nhiều tư liệu, vẫn không thu thập được, đến cả tin tức về Hồng Minh cũng không thể tra ra. Còn với thân phận thân truyền đệ từ hỗn độn thành chủ, quyền hạn quả là siêu cao. Quyền hạn cao quả nhiên khác hẳn, quyền lục soát tư liệu cũng rất nhiều. La Phong khoanh chân ngồi trên sân thượng khẽ mỉm cười, nguyên thủy thông thiên sơn, trực trực, quả nhiên khó. Nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vũ trụ, Yêu cầu kỹ năng tương đương với việc có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 12 mới có thể vượt qua. Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cấp vực chủ, yêu cầu kỹ năng tương đương với việc có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 16 mới có thể vượt qua. Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn cho cấp giới chủ, yêu cầu kỹ năng tương đương với việc có thể vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 20 mới có thể vượt qua. La Phong nhìn tư liệu mình vừa điều tra, không kìm được phải cảm thán. Khó. Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, không hổ là một cửa khó nhất, như Trần Diễn Vương nói căn bản không cho những thiên tài đó thông qua. Chỉ là trong lịch sử, vẫn có một vài thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, vẫn có người có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn. Đương nhiên thiên tài bình thường, trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện thì không có kỹ năng đó. Vũ trụ giả định, vũ tương sơn, khu nguyên thủy, La Phong ngồi trước bàn viết quan khán màn hình laptop. Trên màn hình đang có tin tức về nguyên thủy thông thiên sơn. Khó, thật khó, La Phong nói thầm. Người thủ quan nguyên thủy thông thiên sơn chia ra ba cửa quan là chân núi sườn núi đỉnh núi mỗi một cửa đều có vũ giả ngưu đầu nhân tinh thần niệm sư người vượn nguyễn thuật sư sản nữ cùng liên thủ vây công cửa chân núi là dễ dàng nhất sườn núi rõ ràng khó khăn hơn đỉnh núi khó bất thường liên tục xông qua tam quan mới xem như thành công có thể nói nguyên thủy thông thiên sơn bản ý cũng không thiết kế cho người ta có thể vượt qua cũng chỉ là một cái đỉnh cao cho người ta nhìn thấy mà không thể chạm được mà thôi cuối cùng cũng chỉ có những nhân vật thiên tài cỡ quái vật như một thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện mới có thể vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn ta bây giờ có vượt qua được không la phong thầm nghĩ dựa theo điển tịch diễn thần thất biến tầng thứ nhất lân giáp thiên luyện thành sánh ngang với cảm ngộ quy luật thông thiên kiều tầng 15. còn trấn phúc niệm lực của ta lại cực cao do đó hẳn là có thể đạt tới cấp độ thông thiên kiều tầng 16. rồi sử dụng ý cảnh thần thú không biết thực lực còn có thể cao tới đâu la phong thầm nghĩ đây là trên lý luận chính thức chiến đấu lại phải xem mọi mặt những nhân tố tâm lý, khắc chế trường phái vân vân. Phải biết rằng, nhưng vũ giả tinh thần niệm sư huyễn thuật sư mà liên thủ vây công, bị huyễn thuật sư hơi chút chỉ hoãn một chút thời gian, có thể đã bị người thủ quan khác giết chết ngay. Lật xem những tư liệu có liên quan tới nguyên thủy thông thiên sơn, La Phong lại bắt đầu tìm kiếm tư liệu về tài nguyên thường cho cấp giới chủ. Cũng nghe nói, khoản thường cho giới chủ nguyên thủy bí cảnh rất kinh người, những thiên tài ở đây ai ai cũng đều liều mạng tranh giành, cũng là vì tài nguyên thường cho cấp giới chủ la phong nở nụ cười cũng không biết khoản thưởng này rốt cuộc nhiều tới đâu vù màn hình laptop trong nháy mắt xuất hiện vô số tư liệu tăng quyền hạn quả là khác hẳn la phong đắc ý trước khi trở thành thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ có những tin tức la phong lục soát mà không được gì bây giờ lại có rất nhiều tư liệu chi tiết Qua! Wow. ba bà, bà tháp trên vai kêu lên sợ hãi quá bất thường đúng là rất bất thường la phong hít sâu một hơi ngón tay click màn hình nhẹ nhẹ mở tư liệu ra. Giới chủ là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất, công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng thiên tài với cấp vũ trụ chỉ cho một vài nhiệm vụ tu luyện, vẫn luôn sống trong bí cảnh. Cấp vực chủ cũng chỉ là cho một vài nhiệm vụ chấp hành, lại có hộ vệ quân bảo vệ. Tổng thể mà nói thì vẫn rất an toàn, không có uy hiếp gì quá lớn. Song hùng ưng chỉ khi trải qua mưa gió bão bùng mới có thể trưởng thành, siêu cường giả chính thức nhất định trải qua chiến đấu sát phạt mà nên. Do đó cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh cũng không có những tài nguyên lắm. Chính thức làm cho người ta thèm thuồng chính là giới chủ nguyên thủy bí cảnh sẽ được phân phối tài nguyên rất nhiều. Phân phối tài nguyên là như thế này, sau khi trở thành giới chủ nguyên thủy bí cảnh, lần đầu tiên tham gia tư cách chiến cấp giới chủ, nếu xếp hạng thứ nhất sẽ được 10 ức điểm tích lũy thường, xếp hạng thứ hai tới thứ 10 có 3 ức điểm tích lũy thường, thứ 11 tới thứ 100 có một ức điểm tích lũy thường. Đương nhiên, loại thưởng tài nguyên này cũng chỉ khi tham gia tư cách chiến lần đầu tiên mới hữu hiệu từ tư cách chiến lần thứ hai lần thứ ba lần thứ mười 10, thứ một trăm là không còn thưởng gì nữa về phần giới chủ môn rốt cuộc muốn mua bảo vật gì đều có thể dùng điểm tích lũy đổi thật thông minh mỗi một giới chủ có thể cần bí pháp bảo vật khác nhau do đó đơn giản chứ thưởng điểm tích lũy là được la phong thầm nghĩ tuy đó là có một khoản khổng lồ nhưng quả là muốn có được số điểm tích lũy cao như vậy cũng rất khó vì lần đầu tiên tham gia tư cách chiến cấp giới chủ chứng tỏ mình vẫn chỉ là một giới chủ mới phải đấu với đám giới chủ cũ xếp hạng nhất mới có thể được mười ước điểm tích lũy khó 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 e rằng rất ít người được mười ước điểm tích lũy thường đại đa số là được một ước điểm tích lũy la phong thầm nghĩ điểm tích lũy rất quý vì nội bộ công ty vũ trụ giả định có rất nhiều bảo vật phải dùng điểm tích lũy mới đổi được dù cường đại như chân diễn vương cũng phải sử dụng điểm tích lũy mà đổi diễn thần thất biến cho la phong hơn nữa càng về sau sức mua điểm tích lũy lại càng mạnh. Tỷ như giống như trái sinh mạng, diễn thần binh, đó là những vật phẩm rất rẻ, thật ra không đáng để bỏ ra điểm tích lũy mà mua. Giá trị vật phẩm cỡ một đơn vị hỗn nguyên có thể phải bỏ ra rất nhiều điểm tích lũy mới có được. Nhưng, khi vật phẩm càng ngày càng quý, điểm tích lũy sẽ bắt đầu biểu lộ ra ưu thế. Như cứu viêm hư không kim, giả thiết đấu giá bình thường sẽ được đấu giá cỡ 100 vạn đơn vị hỗn nguyên. Nhưng với quyền hạn la phong bây giờ, có thể dùng điểm tích lũy đổi hơn nữa còn có thể được chiết khấu rất thấp vẻn vẹn chỉ cần 50 vạn điểm tích lũy là đổi được cứu viêm hư không kim lúc này sức mua của một điểm tích lũy ngược lại vượt qua một đơn vị hỗn nguyên hơn nữa rất nhiều vật phẩm dùng đơn vị hỗn nguyên cũng không mua được do đó rất nhiều thần linh bất hủ thả bỏ tiền bạc đổi thành điểm tích lũy nhằm vào việc đổi bí pháp bảo vật vân vân một ức điểm tích lũy sức mua trên một ức đơn vị hỗn nguyên la phong thầm nghĩ còn tài sản của một thần linh bất hủ phong hầu phần lớn cũng cỡ ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên thôi mỗi giới chủ nguyên thủy bí cảnh một khi trở thành thần linh bất hủ bình thường thấp nhất cũng phải là thần linh bất hủ phong hầu tuyệt đối thuộc loại thần linh bất hủ phong hầu rất mạnh la phong thầm nghĩ đương nhiên điểm tích lũy là dùng để mua đồ công ty vũ trụ giả định vì vậy cho miễn phí điểm tích lũy chính là muốn để các giới chủ nguyên thủy bí cảnh có thể có cơ hội phát triển tốt hơn dù sao 100 giới chủ nguyên thủy bí cảnh cộng lại, mới đã 100 ức điểm tích lũy rồi. Công ty vũ trụ giả định đương nhiên cũng muốn tiếp tục nhân thêm số giới chủ nguyên thủy bí cảnh nhiều hơn nữa, nên mới hạn định ngạch độ này. La Phong tiếp tục lật xem tư liệu về thưởng tài nguyên cho giới chủ, danh sách dài dằng dặc. Ủa? La Phong sáng mắt lên. Công ty vũ trụ giả định còn có thưởng ngoài định mức đặc thù. Một, Thông qua được nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vũ trụ, đến khi trở thành giới chủ, được thưởng một ước điểm tích lũy. 2. Thông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp vực chủ, đến trở thành giới chủ sẽ được thưởng 30 ước điểm tích lũy. 3. Thông qua Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn dành cho cấp giới chủ, được thưởng 1.000 ước điểm tích lũy. Trời ạ! À, thật ghê gớm! La Phong hít mạnh một hơi. Bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay. Truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất. Khoản này cực lớn. Wow, thật là hào phóng ba ba tháp ngồi trên vai hoan hô cũng rất bình thường thôi thông qua nguyên thủy thông thiên sơn là rất khó bình thường chỉ những thiên tài tuyệt thế ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện mới có thể làm được đương nhiên số tài nguyên bồi dưỡng sẽ nhiều hơn nhiều loại thiết chí này phòng chừng là tính đến những thiên tài lúc đầu lợi hại nhưng sau này lại chậm lại do đó phần thưởng cho giai đoạn sau cực cao la phong gật đầu nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp giới chủ muốn thành công cần có kỹ năng vượt qua thông thiên kiểu tầng thứ hai mươi chỉ cách trình độ trở thành vũ trụ tôn giả một chút mà thôi. Giới chủ như vậy, một khi đột phá trở thành thần linh bất hủ, e rằng lập tức có thể sánh ngang với chân diễn vương rồi. Xác suất trở thành vũ trụ tôn giả cũng rất cao, được tặng một nghìn ước điểm tích lũy bồi dưỡng cũng là việc rất bình thường. Phù, La Phong đọc xong, nằm dài trên sofa trong thư phòng, cầm một ly rượu trái cây. Thiên phú, tài nguyên, tâm tính, kỳ ngộ, muốn trở thành siêu cường giả trong tỷ tỷ tộc quần trong vũ trụ, không thể thiếu nhân tố nào cả. La Phong cảm thán, công ty vũ trụ giả định cũng đích xác xem như rất muốn bồi dưỡng cho cường giả tương lai. Sông lên nguyên thủy thông thiên sơn, được thưởng cao nhất, vì đây phải là những thiên tài ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hiện mới có thể xông qua được. Đối với những thiên tài bình thường, việc này thật sự rất khó mà xảy ra. Thưởng cho giới chủ nguyên thủy bí cảnh cũng rất cao, đây là con đường thực tế, là mục tiêu cho vô số thiên tài phấn đấu. Về phần những giới chủ ở Thái Sơ Bí Cảnh, Thiên Địa Bí Cảnh, Mặt Thế Bí Cảnh, sau khi tham gia tư cách chiến cấp giới chủ lần đầu tiên cũng sẽ được điểm tích lũy, nhưng rõ ràng ít hơn nhiều. Cha thử xem nếu tu luyện bản tôn thiên địa tầng thứ hai sẽ cần đến bao nhiêu vật liệu, La Phong sực nghĩ ra. Bộ công pháp bản tôn thiên địa này rất nghịch thiên, thực lực cũng tăng lên mấy lần. Nhưng bộ công pháp này yêu cầu các loại vật liệu quá hà khắc, giá cũng cao bất thường. Quyền hạn cao quả nhiên khác hẳn, lúc trước rất nhiều bảo vật không thể đổi, cũng không tra được, bây giờ đã có thể tra được rồi. La Phong vui sướng sau khi quyền hạn đề cao số bảo vật xuất hiện trong bảo khố rõ ràng nhiều hơn nhiều tôn thiên địa bản tầng thứ hai cần đến một vài vật liệu chân quý bây giờ toàn bộ đều đã tìm được cả nhưng khi tính toán tới điểm tích lũy trời ạ à, la phong hít sâu một hơi xông lên nguyên thủy thông thiên sơn thôi không có cách nào khác mình nghèo quá cho dù khi tới giới chủ cũng sẽ được một khoản tiền mặt là năm nghìn vạn đơn vị hỗn nguyên nhưng mình cần bồi dưỡng ma vân đằng thực tinh thảo đều là những động không đáy cả điểm chết người là bộ công pháp bản tôn thiên địa này. Chỉ cần lông của khảm lạc ti, giá trúng thầu trong bảo khố cũng tới 1.200 vạn điểm tích lũy, còn những bảo vật quý giá hơn nữa. Năm đó trong bảo khố không tìm thấy, nhưng bây giờ đã tìm được, nhưng giá thậm chí đắt không kém gì lông khảm lạc ti. Muốn luyện thành tầng thứ hai cũng cần mất hơn trăm ức điểm tích lũy. Về phần bản tôn thiên địa tầng thứ ba thôi đừng nghĩ nữa, những vật liệu yêu cầu với quyền hạn la phong bây giờ cũng chỉ có thể tra được ba loại những thứ khác toàn bộ đều không tra được. Chẳng trách, chẳng trách đám kim giác cự thú giới chủ ấy, đều không có bao nhiêu tên tu luyện thành tầng thứ hai. Dù sao những kim giác cự thú thế đơn lực bạc, làm sao so được với bảo vật mà công ty vũ trụ giả định, một thế lực đỉnh cao tộc nhân loại thu thập được. Đó là những bảo vật mà vô số siêu cường giả sau nhiều lần trải qua gian nguy mới có được. Vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn, được 30 ước điểm tích lũy, La Phong thầm nghĩ, có 30 ước điểm tích lũy này, thực lực ta có thể đề cao thêm một bước dài. Vèo, La Phong trong nháy mắt đã biến mất khỏi trong thư phòng. Vị diện không gian thông thiên sơn, trên mặt đất mênh mông, chỉ có ba hòn núi cao sừng sững, trên sườn núi đều phát ra những văn tự kim sắc là thiên địa, thái sơ, nguyên thủy. Nguyên thủy thông thiên sơn hiển nhiên là cao nhất. Vèo, La Phong trở xuất hiện trên mặt đất, nhanh chóng bay về phía nguyên thủy thông thiên sơn. La Phong đáp xuống chân núi, ngẩng đầu nhìn nguyên thủy thông thiên sơn cao trong mây, rồi lập tức cúi đầu đưa mắt nhìn tên Ngưu đầu nhân đang nằm trên một tảng đá lớn cao lớn gần đó ngủ rất say cạnh hắn có một thanh cự phủ màu tím sậm thoạt nhìn như do vô số máu tươi đọng lại làm người ta phải ớn lạnh đừng ngủ nữa ngưu đầu nhân gọi đám người vượn xả nữ ra đây ta muốn sông nguyên thủy thông thiên sơn la phong hô ngưu đầu nhân cao lớn đang ngủ say chở mình đứng lên chớp chớp mắt nhìn nhìn bốn phía vừa thấy la phong bèn hỏi ngươi muốn sông lên nguyên thủy thông thiên sơn à ươm la phong gật đầu a à. ngưu đầu nhân tròn mắt lập tức hét lớn một tiếng có người sông lên nguyên thủy thông thiên sơn hai luồng hào quang từ xa bay tới chính là tinh thần niệm sư người vượn Huyễn thuật sư xả nữ ba người thủ quan núi này sau khi tụ tập đều nhìn la phong đồng thời họ cũng đã nhận được tư liệu chi tiết về la phong rất nhanh la phong vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 13 xả nữ cười mị hoặc la phong điện hạ thực lực ngươi sợ không đủ đâu. Đừng làm nhảm nữa. La Phong vác trường côn màu vàng sậm, trong nháy mắt chia thành 10.081 thanh tiểu kiếm kim sắc. Nhất thời ngàn vạn kim quang bắt đầu tiến hành tổ hợp rất tinh xảo, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm dài 3,3 thước. Đây chính là hình thái hoàn mỹ nhất của diễn thần binh, tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch. Veo! Chiến đấu trong nháy mắt đã bắt đầu. Từ chân núi Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn một đường đánh lên những người thủ quan ở chân núi, sườn núi đều bị La Phong đánh bại. Vù! La Phong chân đạp ám vân thoa, dọc theo nguyên thủy thông thiên sơn cao vút trong mây, không ngừng phi hành lên cao, bay được hồi lâu, rốt cục mới bay đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi mây mù vờn quanh, ngư đầu nhân nằm đó, tiếng ngáy như sấm, người vượn đang cầm một hồ rượu ngon rất lớn, thoải mái uống, còn xa xa trong một cái đầm nước, xả nữ đang dẫn nước trong đó, khi La Phong đáp xuống đỉnh núi ba người thủ quan này đồng thời mở mắt nhìn lại ngắm nghía la phong cửa quan đỉnh núi là một cửa cuối cùng cũng là cửa khó khăn nhất đã bao nhiêu năm rồi xả nữ trong đầm nước thở dài một tiếng từ 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 bơi ra khỏi nước vẻn vẹn chỉ phủ thêm một tầng sa mỏng mặc dù là đuôi rắn thân người nhưng dưới lớp sa mỏng nửa người trên cũng như ẩn như hiện cũng có thể phân rõ từng chi tiết dụ dỗ dục hỏa thiêu đốt ừ lâu lắm rồi ngưu đầu nhân nói với giọng trầm thấp ba người chúng ta từ khi được chế tạo tới nay cũng đã hơn trăm vạn kỷ nguyên không bị ai khiêu chiến cả người vượn cũng đứng lên la phong xa xa nghe thế cũng hơi giật mình được chế tạo lập tức la phong cũng hiểu ra người thủ quan này hẳn là trí năng do hệ thống vũ trụ giả định chế tạo phải biết rằng hệ thống vũ trụ giả định nghịch thiên vô cùng nó có thể mô phỏng các loại quy luật một sát lục tràng lớn như vậy nó vẫn có thể dựa theo yêu cầu của người tu luyện mà cung cấp bất kỳ đối thủ mà người đó muốn do đó chế tạo người thủ quan ở thông thiên sơn bao gồm thiên địa thái sơ nguyên thủy cũng dễ như ăn sáng vậy chỉ là trí năng sống rất lâu có những cái hóa thành sinh mạng trí năng ẩn chứa chút hỉ nộ ai lạc la phong xà nữ nhìn la phong thanh âm ôn nhu làm cho người ta nghe mà mềm lòng mặc dù rất muốn nói chuyện nhiều với ngươi một người từ bên ngoài đến nhưng chúng ta vẫn phải chấp hành chức trách của mình phải toàn lực ứng phó thôi ta cũng vậy la phong nhẹ giọng nói Ầm. trường côn màu vàng sậm sau lưng trong nháy mắt chia ra sau đó hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng sậm đồng thời thân thể la phong cũng bắt đầu hiện lên nhiều mướn vảy chỉ một lát sau đã giống như biến thành một con thần thú hình người chính là thi triển thú thần biến đương nhiên chỉ luyện thành tầng thứ nhất thì thực lực chẳng hề mạnh mẽ gì có vẻ rất khá xà nữ mỉm cười nói xà nữ cười la phong liền lâm vào huyễn cảnh người vượn rắn chắc sau lưng nhất thời tung ra một luồng lưu quang hình cung cắt thẳng vào cổ La Phong, muốn chặt bay cái đầu của La Phong. Phá! La Phong ánh mắt như điện, quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt phá tung huyễn cảnh. Trang! Trường kiếm màu vàng sậm trong nháy mắt đẩy tốc độ đạt đến cực hạn, thoáng mang theo tiếng thú giống, bá đạo ngang ngược tuyệt đối, trong nháy mắt đã xé vụn cả trời cao. ầm ầm, trường kiếm va chạm vào lưu quang hình cung, cả đạo quang hình cung lẫn diễn thần binh của La Phong đều đồng thời chấn động diễn thần binh và đao quang hình cung đồng thời bị chấn động đến mức văng đi. Chấn phúc niệm lực của ta hoàn toàn bộc phát, phối hợp với cảm ngộ tầng thứ nhất lân giáp thiên toàn lực thi triển diễn thần binh, thế mà chỉ ngang với người vượn. Sắc mặt La Phong khẽ biến, lập tức gầm khẽ một tiếng. Nhanh như chớp bổ thẳng về phía ngưu đầu nhân. Vừa cận thân công kích, vừa khống chế diễn thần binh cuốn lấy người vượn. Về phần xà nữ, La Phong căn bản không để ý tới, tự tin về ý chí của mình tuyệt đối có thể kháng cự huyễn cảnh này ha ha ngưu đầu nhân cười lớn nhằm thẳng vào la phong bước từng bước một khiến cho núi đá rung động cử phủ huyết tinh trong tay hắn trong nháy mắt được giơ lên cao nhất thời cả không gian đều rung động xuất hiện một ảo ảnh búa khổng lồ hắn gầm khẽ một tiếng cả không gian như bị cắt ra một vết nứt hãi nhân thực lực cấp vực chủ bậc chín dễ dàng cắt tung cả không gian vũ trụ hay la phong giới thú thần biến hóa thành thần thú hình người vung tay phải bá đạo lên phá cho ta La Phong như tung ra một cái tát chém vỡ cả trời đất, một chảo xuất ra, ẩn hiện một hư ảnh thần thú chảo mơ hồ khổng lồ, một chảo chụp thẳng vào cự phủ huyết tinh đang chém xuống, chỉ nghe những tiếng ầm ầm, cự phủ huyết tinh không tự chủ được lệch sang một bên, ngưu đầu nhân lập tức biến chiêu, từ bổ dọc đổi thành chém ngang. Vèo, La Phong lại nhanh như thiểm điện, sau khi vỗ một chảo, cả người lập tức một vò tới trước, hai tay vỗ vào mặt cự phủ, sau đó tung mạnh một chảo nữa. Tê Thiên nhất chảo. La Phong lần đầu tiên hoàn toàn bộc phát. Chảo này hung mãnh vô cùng. Chảo vừa xuất, không gian hiện ra năm vết nứt không gian rõ ràng. La Phong một chảo chụp thẳng vào áo giáp trước ngực Ngưu Đầu Nhân. Chảo kinh tàn sát bừa bãi, tung hoành trong cơ thể Ngưu Đầu Nhân, dễ dàng phá hủy viên mệnh hạch. Ngưu Đầu Nhân, chết. Còn hai người nữa. Sau khi rút tay ra khỏi bộ ngực vỡ nát của Ngưu Đầu Nhân, La Phong quay đầu lại, nhìn hai người sau lưng, lập tức xông tới nhanh như chớp. Kỳ thật ngay khi Ngưu đầu nhân bị đánh chết, kết cục trận chiến này đã định. Thành công rồi! La Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn mây mù vườn quanh, rồi nhìn ba thi thể mơ hồ. Khi thương thế trên ba thi thể trong nháy mắt biến mất, khôi phục lại bình thường, cả Ngưu đầu nhân, xà nữ, người vượn đều đứng lên. Chúc mừng ngươi La Phong! Chúc mừng ngươi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn! Ba người thủ quan đều mỉm cười nhìn La Phong, xà nữ không kìm được hỏi. La Phong, Sao huyễn cảnh mà ta thi triển luôn không có hiệu quả gì với ngươi. Huyễn cảnh của ngươi không đủ mạnh." La Phong mỉm cười, "Khổ tu 900 năm trong Hỗn Độn Thành, trường kỳ cô tịch, cũng là cách tôi luyện tâm tình rất tốt. Trong 900 năm qua, ý chí của La Phong tiến bộ rất rõ ràng. Minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm, mặc dù chỉ là tâm tình tầng thứ nhất, nhưng nếu không ngừng đi tới cực hạn, không ngừng tôi luyện, ý chí cũng có thể không ngừng tăng lên. Với ý chí kiên định của La Phong, làm sao xà nữ có thể dung chuyển được chứ? Hỗn độn thành, trong vô số căn nhà tu luyện, trên sân thượng một căn trong đó. La Phong đang khoanh chân ngồi đó. Thành công rồi, La Phong mở mắt, trong mắt có vẻ vui sướng, vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn rồi. Làm như vậy, một khi ta đạt tới cấp giới chủ là có thể tìm được điểm tích lũy thường, có một điểm tích lũy đó, thực lực ta sẽ có bước nhảy vọt mới. Việc rèn luyện sinh tử cũng tin chắc hơn nữa. Ừm, hỗn độn thành chủ sư phụ cũng từng nói với ta, khi đạt tới cấp giới chủ phải đi tìm hắn vậy bây giờ đã đột phá thành giới chủ rồi la phong nhắm mắt lại cùng lúc vũ trụ giả định trên lôi đình đảo đang rất náo nhiệt các thành viên tầng quản lý công ty đều biết một tin tức la phong vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn lâu như vậy tộc nhân loại ta cuối cùng cũng có một hậu bối đệ tử vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn rồi lại là nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ một nam tử có mắt kép cao gầy mặc một bộ chiến khải màu xanh biếc rất tà dị đang ngồi một bên, trong tay bưng một ly rượu trái cây, nhấm nháp, đồng thời chợt lưỡi ngợi khen. Tên La Phong không hổ là được hỗn độn thành chủ để ý, tiềm lực quả nhiên phi phàm. Nam tử đầu trọc ngân bảo trên mặt có hoa văn kỳ bí màu xanh lá cũng mỉm cười nói, đồng thời liếc nhìn một người khác. Lúc này ba cường giả cấp vũ trụ tôn giả đang nói chuyện. Ba người đều thuộc tầng quản lý của công ty vũ trụ giả định. Lần trước nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của La Phong là do ba người này tiến hành bình phán. Hừ. Nam tử thấp bé có mái tóc xanh lá rối bời, hừ lạnh một tiếng. Tên La Phong này khát máu, mà còn cực độ ích kỷ, mạnh nữa thì đã sao, tương lai không biết chừng là một tai họa, theo ta thấy, sớm nên hạn chế hắn, áp chế hắn phát triển. Hai người chúng ta không dám áp chế hắn đâu. Nam tử mắt kép tà dị cười quái dị. Hắn đã thân truyền đệ tử của hỗn độn thành chủ, quyền hành trong công ty vũ trụ giả định vẫn luôn do hỗn độn thành chủ một tay khống chế, không thể không nói, bá tư ngõ ngươi thật sự rất can đảm dám áp chế đệ tử hỗn độn thành chủ sắc mặt nam tử thấp bé càng thêm khó coi bên cạnh nam tử đầu chóng ngân bào đột nhiên cười nói được rồi ta nhớ là một khi vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ đợi khi la phong trở thành giới chủ sẽ có 30 mươi ức điểm tích lũy thưởng phải không ừm có việc này nam tử mắt kép tà dị gật đầu 30 mươi ức điểm tích lũy la phong lúc trước không được nhiều tài nguyên lắm mà đã tiến bộ nhanh như vậy. Chờ khi hắn thành giới chủ, được 30 ức điểm tích lũy này, có thể tùy theo nhu cầu của mình mà mua nhiều bảo vật, có thêm chỉ dẫn của hỗn độn thành chủ, e rằng sẽ một bước lên trời đó. Chưa từng không biết chừng sẽ trở thành nhân vật tuyệt thế sánh ngang khoa đế rồi. Tên đầu chọc ngân bào tán dương. Nam tử mắt kép tà dị, đầu chọc ngân bào, hai người kẻ sướng người họa, dẫn đến việc nam tử thấp bé bên cạnh nghe rất khó chịu. Cũng không trách hai người bây giờ chế giễu hắn chủ yếu là lúc trước ở vòng thứ tư nhiệm vụ điểm tích lũy cao nhất của La Phong, ba người họ đã tranh chấp rất lớn. Nam từ mắt kép tà dị, đồ chọc ngân bào đều cho rằng có chút ích kỷ là việc vô cùng bình thường, nếu không ích kỷ mới là không bình thường. Hơn nữa La Phong xử lý các tộc nhân khác cũng rất công bình, định cho hắn mức hoàn thành 90%, 100%, cũng cho nhiều điểm tích lũy phụ thêm hơn. Nhưng vũ trụ tôn giả của tên bá tư ngõa này lại có ý khác hẳn, cho rằng La Phong cực độ ích kỷ đến cả thẩm vấn cha mình cũng chẳng chịu làm hiển nhiên không xem công ty vũ trụ giả định vào mắt một người như thế khi bồi dưỡng không biết chừng sẽ gây ra tai họa dưới sự tranh chấp như vậy cuối cùng mới có kết quả như vậy điểm tích lũy cũng không quá cao cũng không quá thấp cứ chờ mà xem ta đã nói rồi là phong tương lai rất có thể là một tai họa đó nam tử thấp bé nói hả nam tử mắt kép tà dị đầu chọc ngân bào đều nở nụ cười a à, ba người đồng loạt cùng biết một tin tức. Giới chủ nguyên thủy bí cảnh lúc trước có 100 người, bây giờ lên tới 100 linh một người, thêm một người nữa, chính là La Phong. La Phong, thành giới chủ à? Nam tử mắt kép tà dị, tên đầu chọc ngân bào đều nở nụ cười, nam tử thấp bé sầm mặt lại. Danh sách thành viên nguyên thủy bí cảnh công ty vũ trụ giả định cũng chỉ có cấp bậc bí mật không cao lắm. Khi La Phong trở thành giới chủ, lập tức mạng vũ trụ giả định cũng nhận được tin cảm ứng xác nhận tự động sẽ đưa la phong từ thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ tăng lên thành thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp giới chủ lần tăng cấp này làm danh sách thay đổi nên rất nhiều thần linh bất hủ các siêu tồn tại cũng đều biết hả trên đường la phong đi tới phủ thành chủ hắn phát hiện ra dọc theo đường đi có rất nhiều thần linh bất hủ đang nhìn về phía mình hắn nhất định là la phong rồi đã là giới chủ nguyên thủy bí cảnh rồi ta nghe nói tên la phong đã vượt qua nguyên thủy thông thiên sơn dành cho cấp vực chủ rồi đó người lấy đâu ra tin ấy thế thành công xông lên nguyên thủy thông thiên sơn là rất bí mật nghe nói các vũ trụ tôn giả mới có thể biết tin tức cơ mật này ta cũng chỉ nghe nói mà thôi hai bên đường phố thường xuyên nghe tiếng một vài thần linh bất hủ thấp giọng đàm luận với nhau hiển nhiên trong thời gian gần ngàn năm gần đây la phong đích xác đã thành một thiên tài khá có danh tiếng ở hỗn độn thành trong hỗn độn thành cơ hồ hơn phân nửa các cường giả đều biết tiếng la phong la phong đi giữa những tiếng thảo luận tiến vào phủ thành chủ và sâu bên trong phủ bước vào đình viện hỗn độn khư thời không chuyển đổi đại lục mênh mông hoang tàn vô số thi thể tộc quần giải rác khắp nơi la phong đi trong vùng lục địa này xa xa thấy có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa sư phụ la phong đứng một bên cung kính hành lễ Giáo hỗn độn thành chủ đứng dậy cái đuôi đầy lân giáp khẽ vẫy lập tức nhìn về phía la phong la phong trong lòng thầm than nhiều năm qua vẫn gặp hỗn độn thành chủ sư phụ trong vũ trụ giả định hỗn độn thành chủ sư phụ trong thực tại có cảm giác uy nghiêm bình thản hoàn toàn như đám vũ trụ tôn giả thôi hỗn độn thành chủ có tam đại phân thân la phong cũng biết người trước mắt là một phân thân thôi người rốt cục cũng nguyện ý đột phá tới cấp giới chủ rồi trong mắt hỗn độn thành chủ có nét cười la phong giật mình rốt cục nguyện ý từ vực chủ bậc chín muốn trở thành giới chủ bình thường phải ngộ ra một vài nút thắt không phải nói muốn đột phá là đột phá nhưng ngũ khí sư phụ lại thân thể kim giác cự thú mà ngươi đoạt xá ấy có phải là cái con kim giác cự thú xâm nhập địa cầu năm đó không vậy hỗn độn thành chủ hỏi rất tùy ý la phong trợn tròn mắt trời đoạt xá kim giác cự thú việc này việc này mình luôn giữ bí mật rất tốt chưa bao giờ công khai sao sao ha 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 tiểu tử ngốc hỗn độn thành chủ cười phá lên bạn đang xem thôn vệ tinh không được thuyết minh tại kênh youtube chuyện hay truy cập kênh youtube chuyện hay để cập nhật những video mới nhất người nghĩ rằng việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú mà có thể giấu được ta sư phụ là phong trong lòng rất loạn chớ khẩn trương việc đoạt xá kim giác cự thú cũng không phải chuyện lớn gì đâu hỗn độn thành chủ lắc đầu cười nói sinh mạng loại huyết nhục vẫn lấy linh hồn làm bản chất bất luận ngươi đoạt xá ra sao đoạt thân thể nào nhưng linh hồn vẫn là của ngươi không hề thay đổi vẫn là linh hồn nhân loại tự nhiên vẫn là một phần tử của nhân loại là phong thở phào một hơi nói như vậy cũng đúng không ít bí pháp đoạt xá đám cấp hành tinh cấp hoàng tinh cũng khá nhiều người thi triển thường xuyên có người tiến hành đoạt xá đoạt xá một lần không hài lòng có lẽ có thể tiếp tục đoạt xá lần thứ hai tỉ như hô diên bác năm đó cũng từng tiến hành đoạt xá trong vũ trụ rất nhiều cường giả khi trưởng thành đều tiến hành đoạt xá cách này làm giảm bớt hạn chế về thực lực do huyết thống do đó đoạt xá cũng không phải là việc gì hiếm có linh hồn mới là căn bản đoạt xá kim giác cự thú nhưng chỉ cần có linh hồn nhân loại tự nhiên vẫn là nhân loại ha ha đừng có bị bề ngoài mê hoặc nếu bề ngoài là một nhân loại trên thực tế lại bị ngoại tộc đoạt xá linh hồn là của ngoại tộc vậy đó phải xem như ngoại tộc chứ không nhân loại hỗn độn thành chủ cười nói người có bổn sự đoạt xá kim giác cự thú người đó vẫn là người nếu ngươi có thể đoạt xá sinh mạng cường đại hơn nữa càng là chuyện tốt sợ ngươi không đoạt xá được thôi la phong trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại lúc trước trong lòng luôn lo lắng vì hô diên bác vẫn chỉ đoạt xá nhân loại nhưng mình đoạt xá ngoại tộc một khi mình bị lộ bị dán vào nhãn ngoại tộc vậy thì phiền to rồi mình không dám cược do đó vẫn giấu kín thân phận bây giờ xem ra các lãnh đạo nhân loại vẫn rất thoải mái sư phụ sao người phát hiện ra ta la phong không kìm được hỏi mỗi một nhóm thiên tài vừa mới được thu nạp bất luận là thiên tài chiến hay thành viên hạch tâm ngũ đại thế lực thu nạp đều sẽ đến hỗn độn thành một lần hỗn độn thành chủ cười các ngươi lần đầu tiên đi tới hỗn độn thành một là để các ngươi lựa chọn tấm bia hỗn độn biết con đường phát triển hai cũng là phân biệt xem trong số các ngươi có gian tế ngoại tộc hay không nếu bồi dưỡng tới lúc cuối cùng lại bồi dưỡng cho ngoại tộc một cường già thì quả là chuyện đùa trong hỗn độn thành ta có thể trong nháy mắt thấy rõ chi tiết mọi người các ngươi hỗn độn thành chủ nói ta lúc đó đã thấy trong người ngươi có một viên nguyên hạch, a à, là phong cả kinh, đúng vậy, nhân loại sao có thể không phân biệt mà bỏ ra tài nguyên để bồi dưỡng đám thiên tài này chứ? Còn hỗn độn thành chủ lại là nhân vật vĩ đại đỉnh cao nhất tộc nhân loại trong nhân loại tuyệt đối xem như top ba vũ trụ bá chủ, tự nhiên có thể dễ dàng phân rõ chi tiết mỗi người, thấy rõ linh hồn từng người một. Việc này, la phong không kìm được nói, đã biết ta đoạt xá kim giác cự thú. Kim giác cự thú của ta sớm đã là cấp giới chủ, vì sao vẫn xem ta là thành viên cấp vực chủ? Ta biết ngươi đoạt xá kim giác cự thú, nhưng người khác không biết." Hỗn Độn Thành chủ cười khẽ nói, La Phong chớp mắt, "Việc quan trọng nhất của ta là phân biệt xem trong số các ngươi có gian tế ngoại tộc hay không." Hỗn Độn Thành chủ cảm thán nói, "Trong vũ trụ nhiều kỳ ngộ lắm, việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú, trong vũ trụ mênh mông cũng không đáng kể chút nào, ta chỉ cần xác nhận ngươi là nhân loại là được." về phần những nhân viên quản lý phía dưới không phát hiện ra người đoạt xá kim giác cự thú vẫn xem người là cấp vũ trụ rồi trở thành vực chủ ta đương nhiên cũng không muốn quản la phong khẽ gật đầu đúng hỗn độn thành chủ chính là một trong những người đứng đầu công ty vũ trụ giả định địa vị như thế nào chứ làm sao phải quản những việc nhỏ này sư phụ người có thể phát hiện những người khác sao lại không phát hiện được la phong nghi hoặc ta khống chế một phương thời không Hỗn Độn Thành chủ nhẹ giọng cười nói: "Trong vùng thời gian không gian này, ta có thể dễ dàng điều tra tất cả, còn đám vũ trụ tôn giả ấy, hoặc chỉ là cảm ngộ được quy luật không gian, hoặc chỉ là cảm ngộ được quy luật thời gian, họ còn chưa làm được như ta, trừ phi cố ý bỏ ra thần lực thẩm thấu vào trong người ngươi điều tra, nếu không căn bản không tra được việc ngươi đoạt xá kim giác cự thú." La Phong hiểu rõ. Vũ trụ chi chủ khống chế thời không, kỹ năng quả nhiên mạnh hơn vũ trụ tôn giả nhiều may mà khi thực lực ngươi còn yếu đã đi tới hỗn độn thành hỗn độn thành chủ nói nếu khi tới đã là thần linh bất hủ mới lần đầu tiên tới hỗn độn thành không biết chừng người sẽ bị hàm oan ta sẽ xem ngươi là gian tế của tinh không cự thú rồi đó là phong nghi hoặc một khi trở thành thần linh bất hủ linh hồn bắt đầu hoàn toàn dung hợp với thân thể thậm chí mỗi tinh thần ấn ký đều dung nhập vào từng tế bào hỗn độn thành chủ cười nói đến lúc đó mỗi tế bào đều có thể xem như một phần của linh hồn ngươi vì không thể thấy được rõ ràng linh hồn chỉ có điều tra tinh thần ấn ký cơ bản nhất mà mỗi một sinh mạng có linh hồn thì tinh thần ấn ký đều khác nhau không thể từ tinh thần ấn ký mà phán đoán ngươi có phải là nhân loại hay không do đó ta sẽ hoài nghi ngươi là gian tế ngoại tộc hỗn độn thành chủ cười nói la phong gật đầu a à, đúng nhân loại từ khi sinh ra đến giới chủ linh hồn đều tập trung vực chủ sẽ là tinh thể linh hồn giới chủ là bản nguyên châu linh hồn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ hỗn độn thành chủ tự nhiên nước mắt là nhìn thấu có phải linh hồn nhân loại không nhưng khi thành thần linh bất hủ linh hồn sẽ vỡ ra rồi phân chia dung nhập vào từng tế bào khi đó sẽ không còn là loại linh hồn thấy được rõ ràng nữa linh hồn đã thành một bộ phận của bất hủ thần thể nếu nói như vậy một vài thần linh bất hủ lần đầu tiên tới hỗn độn thành sẽ không thể xác nhận người đó có phải là gian tế hay không sao la phong truy vấn Đúng. Hỗn Độn Thành chủ gật đầu. Không thể xác nhận, do đó thần linh bất hủ lần đầu tiên tới Hỗn Độn Thành, đều là đối tượng hoài nghi sẽ bị kiểm tra. Nghe xong, La Phong chỉ cảm thấy thánh địa của nhân loại Hỗn Độn Thành thật sự đề phòng rất nghiêm ngặt, phòng trừ những thứ đề phòng mà sư phụ vừa đề cập với mình chỉ là chung chung, còn có nhiều thủ đoạn đề phòng nữa. Khi mình luôn nghĩ rằng phân thân kim giác cự thú là bí mật thì không ngờ Hỗn Độn Thành chủ sớm đã biết từ lâu. Chỉ là năm đó hỗn độn thành chủ cũng mặc kệ một tên tiểu gia hỏa như vậy. Đoạt xá kim giác cự thú, trong vô số tộc quần vũ trụ, chỉ có thể xem như kỳ ngộ kha khá thôi. Hỗn độn thành chủ cười khẽ nói. Điểm sáng duy nhất là có thể có được năng lực thiên phú trong huyết mạch của nó, phân thân. Lựa chọn phân thân tốt là vô cùng trọng yếu. Ngươi bây giờ thai ngén ra được mấy phân thân rồi. Hai. La Phong cung kính nói. Ừm, xem ra chỉ còn lại có một phân thân cuối cùng là chưa thai ngén. Hỗn độn thành chủ gật đầu Ta nhắc nhở ngươi La Phong vội cẩn thận lắng nghe Vũ trụ là rất công bình Thiên phú thai ngén phân thân cũng không thể vô hạn Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói Theo ta được biết Trong vũ trụ có một vài sinh mạng thần kỳ rất đáng sợ Thậm chí có những sinh mạng độc nhất vô nhị Cho dù chỉ là cấp giới chủ Thì thể nội thế giới của kim giác cựu thú cũng căn bản không thể thai ngén ra sinh mạng như vậy Thứ nhất Sinh mạng thai ngén trong thể nội thế giới của kim giác cự thú nhiều nhất là loại sinh mạng mạnh hơn kim giác cự thú gấp hàng chục hàng trăm lần. Nếu muốn thai ngén những loại sinh mạng nghịch thiên hơn nữa, thì cũng khó mà xảy ra. Đương nhiên bản thân kim giác cự thú cũng có huyết thống cao quý, do đó trong vũ trụ cơ hồ tất cả các sinh mạng giới chủ đều có thể thai ngén được cả, chỉ có một vài ngoại lệ cực nhỏ mà thôi. Thứ hai, nếu ngươi lựa chọn một vài sinh mạng cường đại gần như đạt tới cực hạn thai ngén của thể nội thế giới, còn cường đại hơn gấp hàng chục hàng trăm lần kim giác cựu thú thì thật ra cũng có thể thành công thai ngén sinh ra nhưng vũ trụ cũng rất công bình người thai ngén ra một phân thân quá nghịch thiên khi trưởng thành cũng sẽ gặp phải một vài trở ngại la phong giật mình trở ngại đúng hỗn độn thành chủ gật đầu phân thân ngươi càng mạnh sẽ có một vài khó khăn cản trở ngươi cứ để tự nhiên có được có mất phúc họa qua lại hỗn độn thành chủ mỉm cười đây là sự công bằng của vũ trụ, mặc dù có khó khăn cản trở, nhưng một khi vượt qua cửa ải khó, cũng sẽ có thực lực cường đại hơn nữa. Nghe hỗn độn thành chủ nói như vậy, La Phong cũng phải tự hỏi. Lúc trước khi phân thân kim giác cự thú bước vào cấp giới chủ, mình đã lựa chọn cách làm thôn phệ kim loại để trưởng thành tới giới chủ bậc 9. Làm như vậy, thể nội thế giới có thể đạt tới 9.000 vạn km. Chỗ tốt là hình chiếu thế giới sau này sẽ vô cùng cường đại. Chỗ xấu là muốn đột phá nguyên hạch tới bất hủ sau này sẽ khó hơn kim giác cự thú bình thường gấp hàng chục hàng trăm lần. Cũng như thực tinh thảo ngàn nhánh, ma vân đằng 360 nhánh chủ, trùng tộc mẫu hoàng đột phá tới thần linh bất hủ, cái nào cũng khó khăn vượt xa kim giác cự thú. Loại cường đại nghịch thiên này muốn trở thành bất hủ đều khó như lên trời. Giả thiết, La Phong đưa ra phân thân thứ ba mạnh hơn gấp trăm lần kim giác cự thú, tỉ như La Phong lấy chủng tộc mẫu hoàng làm phân thân thứ ba. Như vậy một khi chủng tộc mẫu hoàng trở thành bất hủ, chế tạo ra hàng lũ chiến sĩ, chủng tộc bất hủ có thể được xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả quét ngang rất nhiều bất hủ giả sử phân thân thứ ba của la phong là chủng tộc mẫu hoàng muốn đột phá tới thần linh bất hủ chẳng lẽ không khó khăn gì sao việc này không phù hợp với quy tắc vận chuyển của vũ trụ từ trước tới nay phân thân cường đại khẳng định sẽ sinh ra một vài khó khăn trở ngại đặc thù la phong thầm nghĩ sư phụ nói không sai ta lúc trước thai ngén hai phân thân là bản tôn người địa cầu phân thân ma sát tộc trong đó phân thân bản tôn quá yếu so với kim giác cự thú phân thân ma sát tộc phòng chừng cũng chỉ bằng một phần mười kim giác cự thú la phong thầm nghĩ thai ngén phân thân hai trước đều quá yếu do đó không có trở ngại đặc thù gì kệ nó như sư phụ đã nói một khi vượt qua khó khăn ngăn trở tự nhiên sẽ có thực lực cường đại la phong thầm nghĩ mặt đất bên cạnh đầy những thi thể cường giả ngoại tộc khác hỗn độn thành chủ vẫn rất bình tĩnh nhìn la phong từ trong ánh mắt la phong hắn cảm giác lại thấy được luồng nhuệ khí, nhuệ khí bất khuất. Năm đó khoa đế cũng như thế này, trong lòng hỗn độn thành chủ thầm than. Khoa đế năm đó, La Phong bây giờ, bất luận gặp phải khó khăn gì đều tin tưởng mười phần, không hề băn khoăn chút nào. La Phong, hỗn độn thành chủ gọi. Sư phụ, La Phong cung kính thưa. Người chưa có chính thức tu luyện một vài quy luật vận dụng, bí pháp trong diễn thần thất biến phải không? Hỗn độn thành chủ hỏi. Chưa đệ tử vừa mới lĩnh ngộ nội dung quy luật lân giáp thiên đã lập tức tới gặp sư phụ ngay la phong cung kính nói mặc dù không luyện nhưng la phong đã thấy cả diễn thần thất biến ngoại trừ tu luyện tìm hiểu nội dung quy luật còn có bốn loại bí pháp đặc thù kỳ thật nói đúng ra là ba loại bí pháp vận dụng rất mạnh loại thứ tư là thú thần biến khi tu luyện diễn thần thất biến sẽ tự động có thể thi triển ra rất đơn giản nhưng ba loại bí pháp khác muốn tu luyện được cũng khá phức tạp hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu Hilada cũng là một phương bá chủ trong vũ trụ, còn trong diễn thần thất biến lại bao hàm tất cả tuyệt học của hắn, người bây giờ mới tu luyện thành thiên đầu tiên, còn rất nhỏ yếu, trước hết tu luyện tuyệt học cho tốt, cũng là có cơ sở, về phần tự nghĩ ra bí pháp, tự nghĩ ra binh khí. La Phong sáng mắt lên, vội lắng tai nghe. Bình thường sau khi đạt tới giới chủ đỉnh phong, đều sẽ tự nghĩ ra binh khí cho mình. Các giới chủ khác cơ hồ đều cảm ngộ quy luật bình thường, người thì khác, người tu luyện đạo thần thú hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Muốn tự nghĩ ra bí pháp cũng không dễ dàng. Hơn nữa, người cũng đã biết, vì sao giới chủ đỉnh Phong lại bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp không? La Phong cung kính nói. Dạ, bởi vì bí pháp của người khác không thích hợp cho mình. Đúng, không thích hợp. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Còn ngươi còn chưa tu luyện bí pháp chiến đấu trong, chưa từng tu luyện, tự nhiên không thể nói là không thích hợp. Do đó cái ngươi cần làm là trước hết tập trung học tập bí pháp chiến đấu của Hilada sau đó bằng vào bí pháp lần lượt đi chiến đấu trải qua vô số lần chiến đấu trong chiến đấu ngươi sẽ dần dần cảm giác được bí pháp của hắn không thể trăm phần trăm phát huy được sức chiến đấu của ngươi như vậy khi đó ngươi có thể dần dần bắt đầu tự nghĩ ra bí pháp trên cơ sở diễn thần thất biến dần dần sáng tạo ra một bộ bí pháp thuộc về ngươi ta hiểu rồi la phong giật mình không phải vì người khác sáng tạo bí pháp vào lúc này mà mình cũng làm theo tình huống người khác có giống như mình được không mình tu luyện đạo thần thú khó hơn thường nhân không biết bao nhiêu. Đương nhiên, nếu khó bất thường, đồng thời cũng cường đại bất thường. Lúc cần sáng tạo thì sẽ sáng tạo, nước chảy thành sâu mới tốt. Đây là thần thú binh, một binh khí tinh thần niệm sư rất thích hợp cho việc thi triển diễn thần thất. Hỗn độn thành chủ lật tay, nhất thời một cái thuẫn bài khổng lồ vừa dày vừa nặng xuất hiện giữa không trung. Đây là một cái thuẫn bài toàn thân kim sắc, thoáng có một vài hoa văn kỳ, bí cổ kính huyết sắc. Cả thuẫn bài cao ước hai thước, rộng một thước, Bên bờ Thuẫn Bài còn có một vài điều khắc thần thú loại nhỏ, rất tinh mỹ. La Phong nín thở. Nó tên là thần thú binh. Hỗn Độn Thành Chủ cười ha ha nói: "Xem như kỷ niệm về thần thú." Ưm. La Phong gật đầu liên tục. Mình chưa luyện bí pháp chiến đấu trong diễn thần thất biến, nhưng mình cũng đã thấy, tự nhiên biết năm đó khi Hilada Tung Hoành Vũ Trụ mênh mông cũng sử dụng binh khí thần thú binh này. Đương nhiên đây không phải là thần thú binh do Hilada sử dụng thần thú binh mà hắn sử dụng sớm đồng thời mất tích với bản thân hắn rồi hỗn độn thành chủ nói trong tộc nhân loại ta cũng có rất nhiều cường già từng thử tu luyện diễn thần thất biến mặc dù sau đó rất nhiều nhiều đã bỏ qua nhưng phần lớn đều dùng thần thú binh nên có một hình thức thần thú binh thống nhất tự nhiên không phải là quá chân quý cũng khá bình thường thôi hình thức thống nhất không quá chân quý bình thường thôi la phong thầm nghĩ hỗn độn thành chủ nói như vậy cũng không thể nào tin được bởi vì nhãn giới của hỗn độn thành chủ rất cao, La Phong đoạt xá kim giác cự thú, lại chỉ được cho rằng đó là kỳ ngộ bậc trung trong vô số tộc quần vũ trụ. Đương nhiên, lúc trước phần lớn đều là vũ trụ tôn giả thử tu luyện diễn thần thất biến thôi, do đó thần thú binh cũng đủ để cho các vũ trụ tôn giả tiến hành chiến đấu, cũng không tệ lắm. Hỗn độn thành chủ lại nói, thần thú binh để vũ trụ tôn giả dùng lại nói là loại bình thường, La Phong thầm nghĩ, sư phụ ơi, nhãn giới của người cao quá ngươi sau này cứ dùng thần thú binh này đi chờ khi ngươi muốn tự nghĩ ra bí pháp đến lúc đó sẽ tự nghĩ ra binh khí cũng không muộn hỗn độn thành chủ khống chế thuẫn bài bay đến trước người la phong cảm ơn sư phụ la phong cảm kích nói lập tức hai tay giơ ra tiếp nhận thuẫn bài này sau đó chật chật nặng quá thuẫn bài này không hổ là binh khí dành cho vũ trụ tôn giả sử dụng la phong cảm giác thuẫn bài có thể nặng ngang với một chiếc khu trục hạm trên địa cầu thời trước đại niết bàn đương nhiên với cấp độ la phong bây giờ lật tay là có thể hủy diệt được địa cầu, nặng như vậy cũng chỉ cỡ một nắm bùn thôi. Ta đạt tới cấp giới chủ, sư phụ bảo ta tới, chủ yếu là chỉ điểm cho ta, sau đó cho ta binh khí, la phong thầm nghĩ, đồng thời cũng thu thần thú binh vào nhẫn thế giới. Người đạt tới cấp giới chủ là giai đoạn tu luyện quan trọng nhất, là sư phụ, ta cũng nên cho ngươi một thứ bảo vật. Hỗn độn thành chủ nói. Hỗn độn thành chủ. Không hổ là bót lớn nhất công ty vũ trụ giả định, người nắm quyền cao nhất. Top ba siêu tồn tại tộc nhân loại tiện tay đưa ra một thứ thần thú binh cũng chẳng là gì mình còn tưởng rằng sư phụ kêu mình tới để cho mình lễ vật là thần thú binh xem ra mình đã quá coi thường sư phụ rồi đây là một kiện chân bảo khó tìm thấy dù là sư phụ cũng không thể luyện chế ra nếu công khai tính đặc thù của nó cũng có thể khiến cho đám vũ trụ tôn giả tranh nhau cấp đoạt hỗn độn thành chủ cười khẽ nói nhưng thứ chân bảo này chưa bao giờ hiện thế vẫn luôn ở trên tay ta sau đó còn không có sinh mạng khác nào trong vũ trụ biết về sự tồn tại của thứ chân bảo này đương nhiên ta cũng có thể đã quên mất vài công dụng của nó la phong nghe mà nín thở có thể quên đại biểu thứ chân bảo này vẫn còn chút công dụng với sư phụ hỗn độn thành chủ lại có thể khiến cho đám vũ trụ tôn giả phải tranh nhau cấp đoạt đây là chân bảo gì sư phụ ra tay thật hào phóng giáo hỗn độn thành chủ lật tay không gian xung quanh đều chấn động một chân bảo khổng lồ lơ lửng giữa bầu trời a à, la phong nhìn thứ chân bảo này dại ra đây là một cánh chim màu bạc khổng lồ vô cùng tinh mỹ cao ước ích 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 thước cánh chim lơ lửng giữa không trung khiến cho không gian khẽ chấn động có thể thấy rất rõ những sợi lông trên cánh chim những sợi lông đó đều là một vài kim loại kỳ dị mỗi cọng đều rất sắc bén đây không phải là loại lông vũ chính thức nó thậm chí có thể được xem như một thứ binh khí to thế à la phong lẩm bẩm sau khi ngươi luyện hóa dung nhập vào thân thể nó có thể lớn có thể bé lại cho dù bao trùm hàng tỷ tỷ km như lạp tư áo thế giới cũng chỉ là việc nhỏ nếu thu nhỏ lại nó còn bé hơn cả một tế bào hỗn độn thành chủ nói la phong hoàn toàn chấn động binh khí ngon vậy sao có thể nhỏ hơn tế bào có thể to hơn lạp tư áo đại lục chẳng trách có thể khiến cho đám vũ trụ tôn giả điên cuồng truy đuổi may mà chưa bao giờ hiện thế không có bất kỳ sinh mạng vũ trụ nào khác biết về sự đặc thù của nó nó tên là thí ngô vũ dực hỗn độn thành chủ nói dựa vào nó có thể phi hành chạy trốn cũng có thể dùng để chiến đấu về phần công dụng chính thức như thế nào sử dụng ra sao ta sẽ thông qua vũ trụ giả định đưa cho ngươi một quyền điển tịch cứ tìm hiểu kỹ vào dạ là phong cung kính sử dụng điển tịch thí ngô vũ dực không thể tiết lộ ra ngoài chỉ được để trong vũ trụ giả định thôi nhớ kỹ không được tiết lộ tin tức gì về nó chỉ cần nhìn bề ngoài thậm chí nhìn cách ngươi sử dụng cho dù là vũ trụ tôn giả cũng không thể xác nhận được năng lực chính thức của thí ngô vũ dực này đâu. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Nhưng nếu ngươi tiết lộ ra ngoài tin tức về nó, sẽ rất nhiều vũ trụ tôn giả điên cuồng vì nó đó. Đệ tử hiểu rồi. La Phong cung kính. Ưm. Ừ. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu, trong lòng thầm tự thẹn. Khoa đế đã chết. La Phong, bây giờ có thí ngô vũ dực, cơ hội sinh tồn cũng sẽ lớn hơn nhiều. Người đi đi hỗn độn thành chủ phất tay nói khi muốn ly khai hỗn độn thành để tiến hành rèn luyện sinh tử ngươi trở lại gặp ta một lần dạ sư phụ la phong cung kính nói lập tức la phong đột nhiên bị hỗn độn thành chủ tổng thẳng ra khỏi hỗn độn khư kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé lim tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh chuyện hay để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người